trong sân phết. Nếu mà tẩy tóc thiệt làm sao khi nào nó mới tẩy được cái kiểu giống như cái màu như thế này mà. Không thể luôn, các bạn coi TikTok rất ok luôn mà. Hello và nhân, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Gali TV. Thì như các bạn có thể thấy thì Gà có một đống tóc giả ở đây luôn. Chuyện là hôm bữa, cái lần đầu tiên Gà gỡ tóc nối ra thì Gà đi cắt tóc ở bên hàng và họ cho Gà một cái form tóc khá là xinh. Nói chung là Gà thích cái form tóc đó lắm. Nhưng mà lúc mà Gà về Việt Nam á, muốn đổi sang một cái form tóc mới á, Gà đã đi cắt cái form này nhưng mà nó đã bị hỏng á mọi người. Gà khá là ghét cái tóc hiện tại. Nó cứ sao sao mọi người, như các bạn có thể thấy thì cái bên này nè nó cứ hói hói á, mà Gà thì không có cách nào làm cho cái tóc của Gà nó như vậy được nè. Nó làm sao mọi người, nói chung là tóc của Gà nó đang hỏng. Nên là Gà mới nghĩ ra là ồ, mình có thể thử làm những cái kiểu tóc mới, ví dụ như là cắt mái nè, hoặc là cắt tóc hi mê. Nhưng mà các bạn biết sao không, Gà rất là hèn. Tại vì hồi xưa Gà cắt mái thì Gà thấy hợp, nhưng mà dạo gần đây thì cắt mái Gà thấy rất là xấu. Và hồi xưa thì Gà cũng có cắt hi mê một lần rồi, cái lúc mà 48kg ấy, nên lúc đó Gà tròn vo à. Lúc mà cắt hi mê thì cái mặt kiểu càng không hợp, nói chung là xấu. Nên là Gà rất là sợ là lỡ đâu mà mình cắt á thì mình cắt không hợp thì sao. Nên là Gà đã lên mạng tìm thử những cái kiểu giống như là mái bay giả nè, rồi mái ngố giả nè, tóc hi mê giả nè, tóc cột đuôi giả, nói chung là đủ kiểu. Ở đây, đây là cái đống mà Gà đã tìm được. Thì cái đống này Gà mua rẻ lắm, mỗi món Gà mua, có những món Gà mua chỉ mười mấy nghìn nè. Và tổng cái đống này thì Gà chi khoảng 200 mấy chục nghìn, nói chung là cực kỳ là rẻ luôn. Thì Gà nghĩ là nếu mà 200 mấy chục nghìn á thì cũng không có đạt được chất lượng tóc siêu đỉnh đâu, cũng không phải là giống như là giống mấy cái tóc giả kiểu siêu da đầu. Tuy nhiên á thì Gà nghĩ là thật ra cái này là mình cũng mua để mình thử form thôi, với lại là Gà biết là cũng có rất là nhiều bạn theo dõi Gà thì là học sinh sinh viên, thì Gà thấy là cái mức như thế này thì sẽ phù hợp với budget của các bạn hơn. Và đồng thời thì Gà thấy là thật ra thì tóc giả hồi xưa Gà mua mười mấy nghìn, 20.000, 30.000, 250.000 đồ ấy, thì mấy cái đó chất lượng cũng rất là tốt. Và Gà nghĩ là hồi xưa Gà mua bị mắc, tại vì bây giờ Gà đặt ở trên Shopee quốc tế thì Gà nghĩ chất lượng thì cũng sẽ giống giống vậy, nhưng mà giá thì nó lại rẻ hơn. Ok, thì không nói nhiều nữa, chúng ta cùng thử cái đống này nha. Cái đống này Gà đặt á từ một cái shop mà họ bán phụ kiện tóc rồi tóc giả rồi đó mọi người, thì nó cũng không phải là quá nổi, và thấy là shop này cũng không phải là có quá nhiều lượng mua. Tuy nhiên á là giá sản phẩm của họ thì rất là rẻ luôn, nên Gà rất là muốn thử. Thì nhìn cái đống đen đen lúc nãy Gà cũng không phân biệt được là cái nào là cái nào á bạn. Bây giờ Gà sẽ kiểu randomly khui một bọc ra, xong rồi mình xem thử nó là cái nào, xong rồi Gà giới thiệu cái sản phẩm đó xong nha. Thì những sản phẩm trong video ngày hôm nay Gà đặt cũng nhanh lắm ấy, kiểu họ ship tới trong tầm mấy hôm ấy, Gà nhớ là khoảng một tuần thì đã tới rồi, nên là các bạn hãy yên tâm, bây giờ các bạn đặt thì vẫn có thể kịp cho dịp Tết á. Ok, mình sẽ thử cái này trước nha. Trước mắt thì Gà cũng không biết cái này là cái gì, thì Gà đoán đây là cái máy bay, cái máy mà kiểu như là máy nó dài mà nó bay ra các bạn. Hôm bữa là cái máy bay của Gà thì nó cũng có ở đây đây. Máy Gà hiện tại cũng là máy bay nhưng mà nó hỏng form rồi, nên là bây giờ Gà có quấn lô hay gì á thì nó cũng không có được như hồi xưa, trông rất khó chịu mọi người. Nên là Gà hy vọng là em máy bay này có thể cứu cánh cho Gà, nhưng Gà nghĩ là cũng hề lắm, không được đâu. Đúng rồi, đây chính xác là em máy bay luôn đó. À không, đây không phải là em máy bay, đây là em máy ngố các bạn. Đây, em máy ngang nhá. U dày phết đó các bạn xem nè. Đây, từ từ Gà sẽ cho các bạn xem cái hình của cái sản phẩm này. Thì đây là em tóc giả kiểu mái ngố thời trang cho nữ, đã được bán hơn 5.000 lượt nha. Đây là một sản phẩm kiểu như là khá trend của cái shop này, còn mấy sản phẩm kia thì ít lượt mua lắm. Và em này có giá là 16.200 đồng, thì thật sự rất là rẻ luôn á mọi người. Và các bạn nhìn trên hình á thì các bạn có thể thấy đây là kiểu mái thưa. Tuy nhiên lúc họ giao cho Gà thì họ giao như thế này, thì đây là kiểu mái khá là dày rồi chứ không còn thưa nữa. Ủa, không phải, đây không phải là cái mái ngố. Đâu, hình như đây là cái hi mê đấy. Từ từ. Đây, đây là cái hai mái hi mê. Đây, tóc giả Y2K dày 26cm thời trang dành cho nữ, giá 28.800 thì đó. Với lại em này, tại vì em này có hai cái mai bên này nè các bạn. Gà mua là Gà mua màu đen nha, tại tóc Gà đen mà. Ok, bây giờ mình thử em này nha. Gà đang rất là hào hứng á các bạn. Gà thích cắt hi mê lâu rồi, nhưng mà Gà không biết là cắt bây giờ lúc mà Gà đã giảm cân rồi thì trông có hợp hay không. Cảm giác là em này nó đen hơn tóc thật của Gà một xíu ấy. Đây, nó có cái ghim ở chỗ này nè các bạn. Bạn nào hay đeo tóc giả chắc cũng biết đó, là mình bấm ra bấm vô thì rất là dễ. Trong video ngày hôm nay thì Gà hơi bệnh ấy, nên là các bạn thông cảm nha. Đó, bút lên như vậy nè. Rồi. Wow. Wow.
Wow. Đó, trông hình như thế này. Ủa có nên cắt thì không ta? Các bạn xem video này thì các bạn hãy hãy comment ở dưới cho gà biết là gà có nên cắt thịt hay không nha. Chờ gà xíu. Gà đang đeo hơi fail ấy, nên là bây giờ gà sẽ chỉnh chỉnh nó một chút đã. Đúng rồi, các bạn đeo cái này chắc các bạn sẽ phải hất hết cái tóc thịt của các bạn ra. Rồi các bạn để cái này lên. Gà sẽ rất là vụng cho mấy cái chuyện này. Gà không phải là một con người khéo léo làm kiểu tóc đồ này nọ đâu. Gà nghĩ là gà phải đi vô trong kia xong gà nhìn gương á các bạn, xong rồi gà đeo cho nó đàng hoàng xong rồi gà mới ra đây quay tiếp được ấy. Ok, thì gà nghĩ đây là the best I can do rồi. Đầu tiên nhé là cái tóc này lúc mà đeo vô thì nhìn nó rất là giả trân, tại vì nó không có hợp với cái màu tóc của gà. Cái màu tóc của gà ở ngoài á thì nó hơi nâu nâu á các bạn, tại vì nó bị cháy nắng á. Thì cái này là do lỗi của gà, đáng lẽ gà nên chọn màu kiểu như là đen tự nhiên hoặc là màu kiểu hơi nâu một xíu thì gà nghĩ là đeo lên là sẽ ok hơn. Cái thứ hai gà thấy là tại vì cái này nó hơi dài á mọi người, đại như các bạn thấy cái chỗ gà kẹp với lỗ tuốt trên này nè, nên là nếu mà các bạn kẹp cái này á thì chắc chắn là người ta sẽ biết là các bạn đang đeo tóc giả ấy. Đây, tại vì nó lên tuốt trên này luôn. Gà nghĩ là không có cái mặt ai đủ dài để có thể cover hết cái đống này. Cái này có lẽ là mình có thể đeo thấp xuống nhưng mà mình sẽ phải tỉa và cắt. Còn trong video ngày hôm nay á, thì gà cảm thấy là mình không có đủ thời gian để ngồi cắt và tỉa nó ấy, nên là gà đeo lên phía trên hơi cao. Các bạn thấy là gà để tóc này có hợp không? Thì gà thấy là nếu mà gà để tóc vậy này thì nhìn gà sẽ dark hơn một chút xíu. Nói chung là gà nghĩ là sẽ cá tính hơn. Các bạn là trước mắt thì gà cũng thấy khá là thích đấy. Nhưng mà trước mắt thì cái này lúc mà đeo vô cái mặt gà thấy là hơi giả chân nha. Rất có thể là gà sẽ đi cắt luôn. Và nhìn gà từ đây sẽ như thế này. Mọi người thấy sao? Weird. Dạ. Yeah. Still. Nói chung là ok. Thấy cũng ok, thấy cũng được, thấy cũng hay hay. Nhưng mà không biết là cắt xong mình có phải xuống người ép cái tóc cho nó vô cái mặt mình vậy không? Thực ra như vậy cũng xinh đấy, kiểu nó frame cái mặt của gà ấy, xong rồi trong cái mặt của gà rất là nhỏ. Gà sẽ kiểu chụp hình gà bây giờ xong rồi gà sẽ kiểu thợ là cắt thì gà kiểu giống vậy. Ok, bây giờ mình sẽ tiếp nha. Cái này mới là cái máy ngố nè các bạn. Cái máy ngố mà 16.200. Đây, gà sẽ để ảnh bên này. Thì nó là kiểu máy ngang nhưng mà nó thưa hơn. Thì gà có thể thử lên để gà coi thử là gà để máy thưa ok hơn hay là máy dày ok hơn. Nhưng mà gà thấy nha, kinh nghiệm của gà là dạo gần đây gà để cái tóc kiểu rẽ ngôi bị nhiều quá á mọi người, nên lúc mà gà để tóc máy thưa thì không bao giờ nó thành được cái máy cả. Lúc nào nó cũng kiểu tòe ra hai bên. Nói chung là gà không có cái ngôi để máy á. Để máy thưa thì nó còn khó hơn nữa. Ok, đây. Cái máy ngố ở trong nó như thế này. Và cái màu thì nó cũng giống như cái màu lúc nãy thôi. Cái màu là màu để gà xem thử. Cái màu này thì nó cũng đen hơn so với tóc của gà nhưng mà nó ít lộ hơn á, tại vì cái kia nó kiểu dày quá mọi người, nên là nó bị lộ. Tính ra cái máy này nó cũng đâu có thưa mấy đâu ha. Wow. Ủa xinh vậy? Ủa đó, nó không thưa lắm á mọi người, cái máy này nó không có thưa chút nào luôn á. So với trong hình, nếu mà các bạn muốn ra cái kiểu trong hình thì gà nghĩ là không ra được đâu. Còn nếu mà các bạn muốn cái máy mà kiểu nó dài dài như thế này thì gà thấy cái này ok, nhìn cũng hay, kiểu nó blend in với lại cái tóc của gà khá là ok. Are you guys think? Wow. Gà nghĩ là sau video ngày hôm nay gà sẽ đi nhuộm cái tóc thiệt của gà cho nó kiểu thành màu đen kịt luôn, xong rồi gà cắt cái máy. Nhưng mà để máy rất là phiền nhá, để máy đặc biệt là để máy ở Sài Gòn ấy, tại vì kiểu tóc mình dễ bết đồ này nọ mọi người. But what do you guys think? Để gà thử kiểu kẹp lên cao cao xem nếu mà gà để cái máy kiểu giống như máy chó gặm á thì nó có hay không. Damn. Thôi các bạn nghĩ là cái máy này nó rất là kiểu khó để nên nếu mà bạn nào muốn cắt thì có lẽ là sẽ nên mua cái máy giả giống vậy, xong rồi khi nào mình hứng thì mình đổi cho nó lên cao lên, xong rồi mình đổi thêm cái mũ hay cái beret vậy đó là nhìn nhìn cũng cute. Ồ, gà tính là gà thích cái máy này, phát gà thấy cái máy này khá là đa dụng á và nó mix cũng well với lại tóc của gà nữa. Ồ, hay chứ, nhìn nhìn được cái bạn gói. Ok, và bây giờ mình thử tiếp nha. Tự nhiên là có cái cục này, gà không có biết đây là cái cục gì đó mọi người. Có thể nó là cái máy dài Y2K nhưng gà mới nghĩ là chỉ có một cái máy dài thì tại sao họ phải để ở trong một cái cục như này. Ý mà nó là cái máy dài Y2K thì cái máy bay bay á các bạn. Oh my god. Nhìn nó như thế này. Gà không biết là đội kiểu gì các bạn, tức là gà đội
như thế này. À, tức là như thế này hay là ngược lại ta? Ngược lại xong vén ra. Ngược lại xong rồi. Không, ngược lại kỳ lắm, gần nghĩ là nha, gần nghĩ là như thế này là hợp lý nè. Đó. Trời. Ghê quá các bạn ơi. Để coi coi thử cái này có trả bao nhiêu tiền cho họ mà họ bỏ trong cái bọc nhìn 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 căng đét như thế này. Ôi mẹ ơi. Một em mái dài như thế này. 65k, trời, hàng gì có bọc riêng luôn. Ghi là Y2K mô phỏng 3D tự nhiên vô hình liền mạch 8 hình. Cái gì vậy các bạn? Cái này kiểu gì ta? Thì gần nghĩ là như thế này. Tại vì ở đằng trước này sẽ có cái kiểu giống như này thì ra chắc là độ như vậy. Và cái da đầu nhìn cũng thật lắm. Các bạn xem cái da đầu này, nhìn y chang với cái tóc kiểu giả siêu da đầu mà hôm bữa gà thấy bạn gà có ở Việt Nam á. Bạn gà mua hình như là 1 triệu mấy á, 1,7 triệu hả? Đó, còn cái này tính ra da đầu cũng ok phết chứ. Ủa, tính ra đeo vô nhìn đâu có giả chân đâu ta. Giả chân không mọi người? Không, là thấy là cái phần xoáy này tính ra là nhìn khá là tự nhiên rồi ấy. Hay là gà bị ảo tưởng ta, gà bị điên. Không, giả chân nha mọi người, kỳ lắm. Ý là nhìn nó cứ làm sao á. Nói chung là cái này gà thấy nó không có giống hình lắm. Trong hình nó là kiểu như là bay ra như thế này ấy. Còn còn cái tóc này thì chắc là nếu mà mình muốn bay ra thì mình phải quấn lô hay là mình phải uống gì nữa. Nếu mà các bạn nhìn trên camera các bạn sẽ thấy là nó cũng ok, nhưng nếu mà nhìn ở ngoài thì nhìn nó khá là kỳ. Gà muốn cái phần tóc đằng trước này của gà nè nó dày hơn một xíu và nó kiểu cúp cúp vô thì em này hoàn toàn hợp lý. Và nếu mà bây giờ gà lấy một cái mũ đội vô thì các bạn không thể nào mà biết là gà đang kiểu tóc giả luôn á. Đây các bạn, nếu mà gà lấy một cái mũ đội lên thì trông sẽ như thế này. Tức là gà thấy là cái này thật sự có tác dụng ấy, để kiểu giống như là phân tầng tóc mình ra. Ví dụ như tóc gà dưới này layer rất là nhiều, nhưng gà muốn là phần trên này nó cũng dày hơn một xíu ấy, thì gà hoàn toàn có thể để em này ở đây để kiểu em frame cái mặt gà tốt hơn ấy. Sau ở trên gà đội một cái mũ thì nhìn sẽ không thể nào thấy được là mình đang đội tóc giả. Nhưng mà thật ra cái hiệu ứng nó add vô cũng không phải là kiểu quá crazy đâu. Không, thật ra cũng crazy đấy. Nếu mà giờ gà bỏ cái này ra nhá, các bạn đó, gà thấy là có ấy chứ. Chung là nó làm cho cái tóc mình cảm giác là nó dày hơn nhiều á mọi người. Và cái phần tóc này mặc dù chỉ có 65k thôi á, nhưng mà nó siêu nhiều tóc luôn. Kiểu siêu cấp nhiều tóc, siêu cấp nhiều tóc. Để gà thử đội ngược lại nhé, đội thử cái phùng này lên xem là vuốt ra nó sẽ như thế này. Ấy, thay đổi như vậy mới đúng ta. Nhưng mà này thì nhìn giả chân quá thôi, nhìn nó kiểu sao. Đây, để đổi cái mũi cho xem có giả chân không. Ấy vậy cũng hay nè. Nói chung là kiểu như vậy, nếu mà gà muốn kiểu một ngày nào đó mà gà có đội bucket hat và gà muốn là cái phần đằng trước này của gà trông nó nhiều tóc hơn một xíu thì gà sẽ sử dụng em này. Thì gà không có muốn là mua cái gì mà nó quá crazy á các bạn, sẽ thật sự gà mua mấy em này là gà thật sự muốn dùng ấy. Nên là gà chỉ muốn mua một cái gì đó nó phù hợp và nó giúp mình trông xinh hơn mà không phải áp quá nhiều thứ lên 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 mặt mình ấy. Rồi tiếp theo thì gà có một em tóc này, là một em tóc kiểu giống như là lúc mà mình kẹp ra đằng sau vậy này thì có một cái chùm tóc nó xòe ra để nhìn cho kiểu cảm giác là tóc mình nhiều hơn với lại là cũng trendy hơn á mọi người. Thì đây là em nó, xong rồi em nó đi chung với một cái kẹp như thế này. Lúc mà mình kẹp lên thì mình sẽ kẹp như thế này. Đó là gà tưởng là chỉ có mỗi tóc thôi, nhưng mà thì ra là kiểu còn cho mình hẳn một cái kẹp như thế này thì cũng ok. Thì cái này là gà thấy là dễ dễ thành công nhất nè. Em này thì gà mua với giá là 54k, các bạn tính ra cũng khá là nhiều tiền á. Thì họ cho mình một nhúm tóc luôn. Nhưng mà các bạn biết không, nếu mà các bạn nhìn trong hình á, các bạn sẽ thấy là cái phần trên này này họ có một vài sợi chỉ lên. Nhưng mà nếu mà lúc các bạn mua thì không có cái phần nào chỉ lên hết mà nó sẽ là như thế này thôi. Thì bây giờ để gà cột kẹp thử nha. Gà cũng khá là hào hứng với cái này, tại gà nghĩ là cái này sẽ work. Gà thấy là mấy cái sản phẩm Trung Quốc á thì nó khá là vui và nó rẻ nữa nên là rất là muốn thử đây. Hay là có khi nào là cái phần tóc mà chỉ lên là mình tạo từ tóc thiệt của mình không? Tại đó, đây là tóc thiệt của mình ha. Nhưng mà cái này nếu mà các bạn dùng thì chắc là không có đội mũ bảo hiểm được. Tại vì nó khá là... Wow, dày phết. Dày hẳn luôn ha. Các bạn thấy sao? Tức là cảm thấy nó không giống hình lắm đâu. Tại trong hình nó kiểu giống như nó chỉ kiểu nghệ hơn. Còn ở ngoài này thì cảm giác là nó không có chỉ nghệ bằng. Nhưng mà cái kiểu này xinh đúng không? Cái kiểu tóc này có thể rất là xinh. Bình thường nếu mà gà cột lên mà không có cái phần chùm ra vậy này thì trông tóc gà rất là ít và rất là nhạt nhẽo. Nhưng mà kiểu như hôm nay kiểu ấy lên như vậy á, trông xinh phết. Ồ, cũng ok mà.
được em này. Nói chung là tóc mềm, tóc từ nãy tới giờ thì cái nào cả thấy nó cũng rất là mềm và nó kiểu dày nữa mọi người, nên là vẫn sẽ cho em này 9 trên 10. Cái quan trọng đó là không phải nó có giống hình hay không, cái quan trọng là lúc mình thử lên mặt mình đó, nó có hợp với cái mặt mình hay không, chứ nó giống hình xong mà nó không hợp với mình thì cũng vậy. Nhưng mà không biết cái này có bền không á mọi người, cảm giác là nó sẽ không quá bền đâu, nhưng mà kẹp chắc chắn lắm nha, kẹp cực kỳ ok luôn á. Wow. Ok, và tiếp theo thì có một em này tóc giả dài xoăn đuôi chữ U gọn sóng thời trang cho nữ, có cái đuôi màu bạc bạc này các bạn. Và em này cảm mua với giá là 84k. Và nhớ là hồi xưa mấy cái em mà kiểu tóc kẹp đằng sau như vậy á, và nhớ là phải mua với giá là 250k. Thì bây giờ kiểu giống như là mọi thứ bán trên Shopee á, thì mình có thể tìm thấy mấy em này đơn giản hơn, dễ hơn á, nhiều người bán hơn nữa thì giá họ sẽ cạnh tranh hơn. Mà cái loại này thì có thấy là chất lượng cũng vậy á, cái loại mà hồi xưa gà mua 250k chất lượng của nó không, cũng không có tốt hơn cái em này đâu. Họ sẽ có một cái bọc như thế này xong mình lôi tóc ra. Cái này á thì gà nghĩ là gà sẽ mang lúc mà gà kiểu đi party chẳng hạn. Tóc rất là mềm nha. Xinh quá đời, tóc siêu mềm á các bạn. Thì để mà đeo cái này mà không có bị giã chân á thì gà nghĩ là gà sẽ phải, đây các bạn xem, đây là cái phần trong này, phần ngoài này. Nó kiểu hidden thôi, nó không có kiểu như lồng lộn quá, nên là gà thấy nó cũng không có giả chân xíu nào. Nhưng mà để đeo cái này mà không bị giả chân mà kiểu giống như fit vô tóc gà hoàn toàn luôn á thì gà sẽ phải uống cái phần tóc ở trên này một xíu cho nó gợn gợn thôi. Ok, bây giờ gà sẽ đeo đại khái thôi nha. Cái loại mà 5 ghim như thế này thì nó rất là chắc nên các bạn không có sợ là nó bị kiểu giống như là tuột hay cái gì đâu. Hồi xưa đi học cấp 3 gà xài mấy cái này suốt, chuyên nghiệp luôn, không có cần phải gương luôn á. Đó, cái loại này gà thấy là kiểu kẹp là nó làm cho mình kiểu không có bị giả chân nhất luôn á, tại vì cái phần tóc ở trên này vẫn là tóc thiệt của mình. Wow, các bạn thấy sao? Riêng gà là gà thấy xinh nha. Thề gà ghét cái phong tóc mới này của gà quá luôn á, trời ơi nó kinh khủng. Ồ, xinh phết. Wow, người có thể kiểu giống như uống cái tóc thật của gà một xíu xong rồi có thể đeo cái này là nhìn ngầu ơi là ngầu ý. In general thì ok, gà thích cái kiểu giống như thế này đó, nếu mà các bạn để như thế này nè đó, nó planning rất là tốt luôn á. Xinh nhở, gà rất là thích mỗi lần gà tóc siêu dài nên gà đang cố gắng nuôi tóc thật của gà cho nó kiểu siêu dài. Mọi người thấy sao? Còn cá nhân gà rất là thích, tóc rất là mềm nha. Tóc mấy cái sợi này là sợi kiểu ni lông nữa thôi, nhưng mà nó mềm. Wow, xinh quá à. Wow, siêu xinh. Và dạo này gà không có thích cái phần ngôi tóc của gà lắm, nên gà sẽ thử đội mũ vô. Gà cảm thấy từ nay gà sẽ đội mũ dài dài. Wow, siêu xinh, siêu đáng yêu. Gà rất là thích cái shop này á, kiểu giống như 87.000 mà chất lượng tóc như thế này là một nùi tóc luôn á bạn, kiểu siêu dày siêu nhiều luôn á. Dù các bạn nào mà có cái phần tóc ở dưới mà bị mỏng á, giống như gà đuôi tóc của gà cực kỳ mỏng luôn, nhưng gà đeo vô nhìn vẫn rất là tự nhiên, tại vì nó có đủ tóc để kiểu giống như nó làm cho cái phần dưới của mình nó pop lên, nó nhiều lên á, cảm giác không có giống như là giả chân chút nào. Thumbs up 10 điểm. Nói chung là gà rất là thích em này. Có thể nhiều khi gà còn mua thêm vài em nữa. Gà nghĩ mấy cái này chỉ là nhảm nhí cho vui đó các bạn, nhưng mà không ngờ là nó cũng ok thì có chứ. Cân ha. Ok, video của ngày hôm nay đến đây kết thúc rồi. Gà cảm thấy là một cái haul khá là thành công của gà. Hy vọng các bạn thích video. Nếu thích nhớ like, subscribe, Gà Ly TV nha. Bye bye.